Nhìn cả người hơi thở trầm thấp của La Bố, Tiêu Viêm trong lòng rõ ràng, mặc dù có đồ khí áo giáp phòng ngự. Có điều hắn không lựa chọn tránh né, nhưng một cây cọc gỗ đứng yên để tùy ý cho Hỏa Liên đánh vào. Sau đó nổ mạnh ở trước ngoài, hành động quả thật có chút ngu ngốc, khiến cho thân thể phải chịu sức nổ mạnh cực kỳ khủng bố. Bởi vậy, cho dù lúc này Tiêu Viêm thực lực mới chỉ là lục tinh đấu sư, nhưng mà đã khiến cho La Bố là tứ tinh đại đấu sư vì chịu lổ mà trọng thương, mất khả năng chiến đấu. Hello hello, chào mừng em quay trở lại với video tiếp theo của NTC Gaming. Và tất nhiên rồi, để tiếp tục với phần 8 của đấu phá thương khung thì không có lý do gì mà chúng ta không đến với phần tiếp theo thì phải không nào? Đấu phá thương khung phần 4 tập 9, giải quyết ân oán trước khi ra đi. Trước khi đến với chủ chính của video ngày hôm nay thì mình xin phép với anh em lời chúc tốt đẹp nhất. Và như xem video này, nếu như mà thế thì đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ đăng ký kênh hộ cho mình nhá. Còn bây giờ thì không dài dòng nữa, chúng ta sẽ đến với tập truyện của ngày hôm nay thôi nào. Trên sân huấn luyện vang lên một tiếng nổ vang mạnh khiến cho mọi người không tự chủ được ôm lấy tay. Sau một lúc mới hồi phục vẻ sợ hãi trong lòng, liếc nhìn nhau, rồi mới đem ánh mắt hướng về phía sân đầy trời cho bụi. Trên sân, Tiêu Viêm chậm rãi bình ổn, nhưng mà hô hấp có gần gấp rút, sắc mặt thoáng có chút tái nhợt. Lần này vật lộ Hỏa Liên ở sân trại đối với linh hồn lực lượng và đấu khí yêu cầu có kém hơn lần trước rất nhiều, nhưng mà đồng dạng cũng không thể coi thường được. Với yêu cầu như vậy, chỉ sợ cũng chỉ đủ dùng 3 lần là có thể đem đấu khí trong cơ thể tiêu hao sạch. Cảm thụ được đấu khí cùng với linh hồn lực của mình giảm mạnh, Tiêu Viêm tốc giọng thì thào, chợt ngẩng đầu nhìn cho bụi lượn lờ bay, tay áo khẽ phất. Một cỗ kình phong mãnh liệt xuất hiện, thổi bay hết bụi đất. Sau khi tan hết, nhất thời trong mắt mọi người hiện ra một cái hố sâu khổng lồ. Ngay lập tức, cặp mắt mọi người trên sân huấn luyện không khỏi mở lớn. Hố sâu đã đến 4-5 thước, diện tích cũng không nhỏ chút nào. Bên cạnh cái hố có nhiều khe lứt lớn giống như là mạng nhện, không ngừng lan tràn ra, cơ hồ lan trải rộng khắp quảng trường. Người đâu? Ánh mắt Tiêu Viêm quét qua xung quanh nhưng vẫn chưa thấy thân ảnh của La Bố đâu, nhạc nhiên hỏi. Khụ khụ, ngay khi Tiêu Viêm vừa kinh ngạc hỏi, bỗng nhiên có một tràng ho khan kịch liệt từ hố sâu vọng ra, rồi một bàn tay chậm rãi đưa lên, cuối cùng một thân người đen cháy chật vật đứng dậy đi ra. Dựa vào thân thể có thể đoán đó chính là La Bố. Lúc này La Bố chỉ toàn thân cháy đen, hơn nữa đôi khi áo giáp chắc chắn bảo vệ thân thể mà hắn triệu hồi ra lúc đầu cũng khẽ run run. Đôi khi áo giáp đã đến trạng thái cực hạn, rốt cục phát ra một thanh âm răng rắc trầm đục rất nhỏ. Sau đó chậm chậm thoát ly thân thể của La Bố, lộ ra khuôn mặt trắng bạch còn hẳn lên vết hoảng sợ. Nhìn bóng sáng toàn thân giống như là vừa lăn qua than đen, Tiêu Viêm thăm dò hỏi. La Bố tiên sinh, không có việc gì chứ? Nghe được Tiêu Viêm hỏi, La Bố chậm rãi ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt thanh tú của thiếu niên trước mặt, thân thể không nhịn được run bắn lên. Khuôn mặt trắng bạch hiện lên nụ cười cực kỳ là khó coi. Tiêu Viêm đoàn trưởng, cái công kích kia của người nếu gần hơn chút nữa, hiện tại ta chỉ sợ là thi cốt vô tồn rồi. Nhìn cả người hơi thở trầm thấp của La Bố, Tiêu Viêm trong lòng rõ ràng, mặc dù có đôi khi áo giáp phòng ngự, có điều hắn không lựa chọn tránh né, nhưng một cây cọc gỗ đứng yên để tùy ý cho Hỏa Liên đánh vào. Sau đó nổ mạnh ở trước ngoài, hành động quả thật có chút ngu ngốc, khiến cho thân thể phải chịu sức nổ mạnh cực kỳ khủng bố. Bởi vậy, cho dù lúc này Tiêu Viêm thực lực mới chỉ là lục tinh đấu sư, nhưng mà đã khiến cho La Bố là tứ tinh đại đấu sư vì chịu lổ mà trọng thương, mất khả năng chiến đấu. Khóe mắt hạ xuống nhìn vào đôi bàn tay đang tươm tươm máu của La Bố, Tiêu Viêm đôi mắt vốn thâm sâu không lường được chợt xuất hiện ra một tia nhu hòa. Chậm rãi tiến đến, vỗ vai của hắn mỉm cười nói, thật sự có lỗi, lần đầu tiên cải tạo lên xuống tay không cần nặng nhẹ. Ha ha, nghỉ ngơi vài ngày sẽ không có vấn đề gì đâu. Làm đoàn trưởng một song đoàn đã gần 10 năm, La Bố cũng có những mẫn cảm của mình. Cảm nhận được Tiêu Viêm lộ ra một chút nhu hòa, lập tức trong lòng của hắn không khỏi vui mừng và kích động. Từ lần trước Sa Chi song binh đoàn đối đầu với Mạc Thiết song binh đoàn đã thiếu chút nữa bị họa diệt đoàn, vị thiếu niên nhìn vẻ hiền lành này đối với mình vẫn có vài phần địch ý, thậm chí là sát ý. Đồng thời La Bố trong lòng còn rõ ràng hơn, nếu không phải Tiêu Viêm muốn trong một thời gian ngắn mở rộng ra Mạc Thiết song binh đoàn thì có lẽ Sa Chi song binh đoàn đã bị họa diệt đoàn. Tận mắt chứng kiến thiếu niên này sắc mặt không chút thay đổi khi biến người khác thành băng, La Bố hoàn toàn không hoài nghi về độ tàn nhẫn trong lòng của vị thiếu niên không lớn tuổi này. Tuy rằng hiện giờ Sa Chi song binh đoàn nhập vào Mạc Thiết song binh đoàn, nhưng mà La Bố cảm giác được sự hoài nghi của Tiêu Viêm đối với hắn cũng không giảm bớt. La Bố cũng chỉ biết cười khổ mà thôi. Một tháng qua tại Mạc Thiết song binh đoàn, hắn càng hiểu rõ bản lĩnh của Tiêu Viêm, tại đây càng ngày tiếp xúc thân mật. Dưới thực lực khủng bố áp bách, một chút ý nghĩ phản bội vốn có trong lòng của La Bố như một đám bụi đã bị đánh tan. Giờ đây La Bố đã có thể dần dần coi mình là một thành viên của Mạc Thiết song binh đoàn, chứ không phải là đoàn trưởng của Sa Chi song binh đoàn. Nhưng mà mặc dù như vậy, Tiêu Viêm đối với hắn vẫn không hề giảm ý định phòng ngừa. Đối với điều này, La Bố chỉ biết bất đắc dĩ trong lòng. Tuy nhiên hắn phi thường hiểu rõ, đó chính là chuyện thường tình không thể tránh được ai.
Nhưng mà hôm nay, khi sự phòng ngừa của Tiêu Viêm đối với hắn giảm bớt, khi mà trong ánh mắt của Tiêu Viêm lộ ra một tia nhu hòa thì cũng khiến cho hắn có một chút kích động trong lòng. Hắn biết hành động mạo hiểm tính mạng làm bi ngắm cho cú đánh vừa rồi đã khiến cho sự giới bị của Tiêu Viêm đối với hắn giảm xuống rất nhiều. Đáng giá, rất đáng giá, trong lòng La Bố không ngừng lên tiếng. Trên khuôn mặt vốn trắng bệch, chất ửng đỏ hai bên gò má bởi kích động, bàn tay vỗ nhẹ lên vai La Bố, rồi lấy từ trong lạp giới ra một bình cao cấp chữa thương, đưa cho hắn cười nói: "Trước tiên đem thương thế trị liệu cho tốt, sau khi hoàn hảo hãy nói. Từ bây giờ ngươi chính là thành viên nòng cốt của Mạc Thiết Song binh đoàn. Với thực lực của ngươi còn phải gánh trách nhiệm không hề nhỏ. Mạc Thiết Song binh đoàn đang trong thời kỳ phát triển, sau này sẽ phải nhờ đến ngươi nhiều." Tiêu Viêm nói như vậy không thể nghi ngờ đã có tín nhiệm đối với La Bố. Cho nên nghe được những lời này, La Bố tiếp lấy thuốc chữa thương mà cả người run sợ. Người khác tín nhiệm hắn không quá mức để ý, nhưng với cường giả thì lại khác. Với thực lực của Tiêu Viêm và Hải Ba Đông mà tín nhiệm thì La Bố cảm thấy rất vinh hạnh. "Đoàn trưởng xin yên tâm, ta sẽ khiến cho đoàn viên Sa Chi Dòng binh đoàn chân chính trở thành người của Mạc Thiết Song binh đoàn." Gắn dao nắm chặt lấy bình ngọc, thân thể La Bố hơi khom lại có chút kích động rồi nói: "Chỉ cần người mang tâm tư để trên Mạc Thiết Song binh đoàn, tin tưởng ở ta thì sau này người sẽ có được những thứ mà bản thân người cũng không tin được." Nhìn vẻ kích động, trung thành của La Bố, Tiêu Viêm cười cười, trong giọng nói có chút tâm ý. Nghe được ngữ khí của Tiêu Viêm có vẻ thần bí, La Bố sửng sốt, trần trung thành xác nhận: "Được rồi, ngươi mau chóng đem thương thế bồi dưỡng cho tốt. Ngày mai ta cùng với Hải Lão sẽ rời khỏi Thạch Mạc Thành. Ngươi ở Thạch Mạc Thành thực lực cực mạnh, cho nên trong khoảng thời gian ta rời đi, có lẽ cần ngươi chịu cố nhiều hơn cho Mạc Thiết." Tiêu Viêm nhẹ giọng nói, rồi rời đi. Nghe thấy vậy, La Bố kinh ngạc hỏi: "Đến Đế Đô, nơi đó có một số việc chờ ta đi làm." Tiêu Viêm tùy ý cười cười, nhìn bóng dáng trầm ổn của Hắc Sam thiếu niên, La Bố ho khan vài tiếng, bình ổn tâm tình kịch động gật đầu. Ở quảng trường bên cạnh, từng đạo ánh mắt kinh sợ vẫn ngẩn ngơ. Đi tới bên hai người Tiêu Đình và Tiêu Lệ vẫn còn thấy sợ hãi thảm hại, cười nói: "Này, còn không hoàn hồn hay sao? Tiểu tử kia, nguyên bản người chọn La Bố là cố ý chứ không phải là tùy ý. Không nghĩ tới ngươi vừa mới đem mối nguy hiểm tiềm tàng phá giải." Tiêu Đình nhìn lướt qua La Bố ở giữa sân, hướng Tiêu Viêm thấp giọng rồi nói. Tiêu Viêm mỉm cười, cũng không phủ nhận dụng ý của mình, ngẩng đầu nhìn Hải Ba Đông đang chậm rãi hạ xuống từ trên bầu trời nhẹ giọng: "Không có biện pháp, ngày mai tôi cùng với Hải Lão phải rời khỏi Thạch Mạc Thành. Không giải quyết đi mầm họa, quả thật trong lòng không yên. Ngày mai giờ đi, nhanh như vậy hay sao?" Nghe thấy vậy, Tiêu Đình Tiêu Lệ sửng sốt nhíu mày hỏi: "Đúng vậy, nguyên bản một tháng trước đã định đến Đế Đô. Cũng bởi vì thương thế liên kéo dài lâu như vậy, hiện tại cũng không thể tiếp tục ở lại." Tiêu Viêm mỉm cười rồi nói: "Một tháng sau thực sự định đến Vân Lam Tống." Nhìn Tiêu Viêm đang cười, Tiêu Đình bỗng nhiên thanh âm có chút trầm xuống hỏi: "Đúng vậy, nơi đó phải đi chứ?" Tiêu Viêm nhếch miệng có chút gật đầu, chậm rãi nói, kiên định không chút xao động: "Vân Lam Tông đó chính là một đại gia hỏa khó đối phó. Sau khi Mạc Gia đại trưởng lão chết trong tay người, tuy rằng lúc đó người ẩn giấu thân phận, có điều nếu người xuất hiện tại Vân Lam Tông thì thân phận sẽ bại lộ. Đến lúc đó, cho dù người đánh bại Lạp Lan Yên Nhiên thì chỉ sợ mấy lão bất tử tại Vân Lam Tông cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho người." Tiêu Đình lo lắng rồi nói, nếu đến lúc đó bọn họ thực sự muốn như vậy, đến cuối cùng chỉ là cá chết lưới rách mà thôi. Tiêu Viêm nhàn nhạt cười, ngẩng đầu nhìn Hải Bá Đông nhún vai cười nói: "Hải lão, người nói có đúng hay không? Đại ca người nói đúng, Vân Nam Tông cũng không dễ đối phó đâu." Nhìn thấy Tiêu Viêm nhìn mình, Hải Bá Đông cười khổ nói: "Ây, tùy người đi, một năm bảo tiêu, xem ra người đã sớm tính kế với ta rồi. Ha ha, đến nhờ đấu hoàng cường giả, nếu tùy ý đưa ra một đề nghị nhỏ giống như là có cơ hội lớn." Nhìn thấy sắc mặt bất đắc dĩ của Hải Bá Đông, Tiêu Viêm vui đùa nói. Nghe vậy Hải Bá Đông cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ. Tiêu Viêm đưa tay lấy ra một nhánh cây, hái vài lá cho vào miệng nhai, nhâm nhi mùi vị nhàn nhạt ở trong miệng, quay đầu nhìn về phía phương Bắc xa xôi, nơi đó tọa lạc thế lực khổng lồ đế quốc Vân Lam Tông. Đến lúc đó hãy xem nếu bọn họ thực lực muốn bức người quá đáng, cho dù phải liều mạng lần thứ hai trọng thương, cũng muốn ngay tại Vân Lam Tông tạo ra một đá Phật lộ hỏa liên. Nghe thanh âm bình thản thì thào của thiếu niên bên cạnh, Hải Bá Đông khuôn mặt nổi lên một cô bất đắc dĩ, cười khổ lắc đầu thở dài rồi nói: "Thật sự là kẻ điên, chọc phải ngươi cho dù là Vân Lam Tông thực lực cũng phải trả giá thật lớn đó." Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Các bạn thấy nó thế nào? Nếu như mà thì hãy đừng quên bỏ ra một vài giây ấn vào nút like, chia sẻ, đăng ký kênh hộ cho mình nhá. Cũng như là những em thấy quảng cáo đừng quên kích vào hộ cho mình những gói mì tôm hảo hảo thơm ngon bổ dưỡng. Và các bạn cũng đừng quên đón chờ Đột Phá Thương Khung phần 4 tập 10 sẽ được phát sóng trực tiếp tại kênh NTC Gaming. Cuối cùng thì mình, NTC xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và xin phép hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo.